quay vô anh này để anh để phụ nó lên đây để mình để phụ cái này lên nè lên lên ủa gì hả lên nè lên 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 mập địch mà nó kéo lên nổi nha lên nè lên nè lên lên ai chưa đóng lên kìa lên lên nè lên lên luôn nha rồi lên luôn nha rồi lên luôn nha lên nó trời kéo lên nè mà đặng đi quải bài clip nghe nè lên lên nè lên lên chưa cái công văn luôn chào tất cả anh em đến kênh Ngự Bình Vlog. Thì hôm nay có mấy em này ở đâu xuống hả? Bình Dương. Ừ, ở Bình Dương chứ chứ bạn. Tụi tao mở đông mắt nha anh em. Thì anh em đang đứng ở dân cây khế nha. Cây khế rồi, hỏi heo có trái anh em. Đang ở hai ông nội kia nha. Khế ở Bình Dương. Dễ. Ông có thằng chí đây kìa. Rồi, có lòng đỏ rồi bạn. Dễ anh ơi. Có mấy lòng đỏ rồi bạn. Ghế mày đổ rồi hả? Gấp vô ba lô em á. Ghế vô ba lô luôn hả? Gấp vô ba lô rồi. Tới gáo rồi. Đôi xe này nổi phết á. Cái xe này thấy giống xe Bình Dương á, thấy ngắn ngắt này nè. Xe Tây Ninh á. Mến xe miệt đầu. Vậy này rồi đấy à, chạy qua cầu Cửa Hiệp rồi quay cho anh em coi nha. À. Ok. Rồi thì mấy anh em mình nãy giờ cũng chạy từ võng ra tới về đây nha anh em. Đậu xe vô hết rồi nha, có 3 chiếc thôi nha anh em. Đó, này làm gì vậy? Chiếc quà đón đó. Qua đây ba đứa anh em, ba đứa đi ba chiếc xe. Bậy bạ. Nó bây giờ mình sẽ kêu biểu chiếc này trước nha. Chiếc này gì bữa với em nội, cái gì vậy? Trời. Cái gì vậy? Leo lên ngồi. Leo lên ngồi được hả? Được, leo lên đi. Chở em bé đi dạo. Cái này chở em bé trên 50kg nha anh em. Em bé bự nha. Đó. Chiếc này thì clip trước anh em thấy có mình có mình quay một lần nè anh em. Đó, của em nè anh em. Đó. Cô bạn. Em chỉ lên là thấy thôi các bạn thôi nha. Còn bậy bạ. Xe mấy mày thì độ cũng y cũ anh em, y băng các kiểu. Hôm nay có độ gì mới không? Có độ yên nữa hả? Ờ, đúng rồi, có độ thêm cái yên chạy em bé. Chiếc này mình quay sơn sương sơ lược cho anh em coi hay nha. Không mình có review một lần nữa nha. Em có độ gì đã không? À không, hồi bữa đi về thấy cốt đứt dây lõi luôn. Ghê em nội. Xe mạnh với che. Xe lõi. Xe tới gáo rồi. Đó. Hôm nay có hai chiếc này cực kỳ mới nha nè. Hai chiếc này độ cũng khá là dữ luôn á. Trời ơi gì vậy? Mua lửa, mua lửa. Chiếc này bao nhiêu bệnh ta? Chục bệnh. Để người review chiếc này có bao nhiêu bệnh nha anh em. Chiếc này có mấy bệnh? 9 bệnh. 9 bệnh hả? 9 bệnh mà chiếc này xài gấp gấp X-Men nè anh em. Gấp này gấp gấp sắt nha. Đó. Khá dữ luôn á. Gắn lên cái sườn gấp này mà lại gắn được cái kéo được cái sườn Asama anh em. Khá dữ luôn á. Thì trong khi ấy thì em mày khác khác anh gửi khi đang không có đang bốc kiếm bắt sâu chứ không phải bốc kích kiếm đang kiếm lên xin đớp nha nè xin đớp bữa xe này của em nào hả em để kêu chủ xe lại cho anh em xem nha. Đây, chủ xe. Em mày cũng đang tính kiếm cáp gì vậy anh em mày đi combo khá cũng khá là ok á. Xem ba
3000W và bánh QS 3K. 3K 14 anh em. Đó, đây. Bữa đó. Có một bộ đồ một cặp phục Olin anh em. Đó, chủ xe giờ đang kéo tiêu quần mất đáy vậy. Bữa. Rồi chủ xe giờ cái quần bị tuột nên không ngồi xuống được nha anh em. Nên ngồi xe mình tiếp. Ngồi đất dính lên xe luôn rồi. Thì em này đấy, cái này là nó đi phục phục đơn anh em, là một phục ở đây nè, nhưng mà chế là một hạnh phục đôi nha, là hàng hai miếng bên đây nè, dán lên trên phía đây một cái phục được nè. Đó, chạy xe luôn đó. Chạy xe bà. Ở đây có một cái bông bằng sắt nè anh em, bông này bằng sắt nha anh em. Rồi ai cái này kêu bằng gấp phay sắt hả ta, sắt mà phay ha, mình kêu bằng gấp phay sắt nha, bằng sắt và bằng nhôm nha. Gấp cây em Hyundai Dan chưa? Chưa. Anh thấy lỗi chưa full, miền đầu full hết rồi. Anh thấy còn khá nhiều chưa full, nhưng mấy cái này chưa có luôn hả em? Thì nó không gắn á. Đó, 9 bình anh em. Dây này dây bao nhiêu chấm cái gì ạ? 8 chấm. Dây 8 chấm ngàn, dây khá là bự nữa anh em. Được đi cục bò 3000W. Đây, bò 3000W đẳng nhiệt nha. Ê, bật đẳng nhiệt lên cho anh em coi cái đẳng nhiệt nè. Quá dữ luôn. Đó. Đút tay vô. Đút tay vô anh chị. Tay vô trong mát. Đó, đút tay vô nãy kia, đút tay vô nè, mình đút tay vô ngừng rồi nha. Bo 3000W 120V anh em, bo 10 tặng 10 bình nha. Rồi bây giờ mình cùng đi lên dàn đầu nha anh em. Dàn đầu chiếc này thì được đi Ivan. Đây, Ivan dầm tay, ở tay bao tay gì hả? Spider. Spider, ok. Được thắng gamble anh em. Bình dầu nè. Chứa khá nhiều dầu, nó đầy dầu luôn nha. Dính đó. Dính dầu ngoài luôn nha. Dầu ăn để vô lưu á. Cái gì dầu ăn để vô lưu hả? Ghê nổi. Đây có một cái đèn là 4X nè anh em. Đèn là 4X nha. Kèn, có một cái quả kèn nè. Đó. Bóp gì cho. Có bà, có bảng tên luôn nha. Ở đây thì có bánh sơn màu xanh điểm tím nè, 16 cây. Gì cha. Kẹn không sao, kẹn. Đâu bóp kẹn cái gì bữa hả? Kẹn nó phóng á. Xe nó chạy á, xe bóp kẹn phóng á. Bóp kẹn phóng gì ông nội? Dạ. Đồ. Mới xịt tới vô ông nội. Công nghệ mới, Rồi hết rồi. Ờ xe bóp kẹn lại xe lại phóng. Vậy mới hay. À xe hiếu ba đâu anh. Xe này nó bị lỏng xương khớp nha anh em. Bình Dương. À xe ở Bình Dương. Xe này cái thằng bóp đèn lại phóng, bóp đèn lại phóng nha anh em. Thì ra chiếc xe này được sản xuất ở Bình Dương nha. Đây có hai cái CB nhà nè, cái CB nè anh em, đó. Cái này quay bánh gì không được không? Nói không lắm. Khiên bộ đi, em này khiên bộ cái đít nè, thấy em ốm cho em khiên đít nha cho nó nhẹ. Ê, đặt ống nước em rồi. Rồi, thấy em này khiên chắc chắc công, đừng đạp cái ống nha. Rồi. Văng hả? Gì vậy cha? Quay bánh khá mạnh đó anh em. Em gì văng hả? Em biết cái vỏ. Ai coi cái vỏ dính đá gì đó. Đây nè. Văng bây giờ. Văng đá bự. À. Văng sườn Asama mà chơi gấp. X-Men. Gấp X-Men phay sắt nha anh em. Gấp sắt không gấp nhôm mà nhồi gấp phay nha. Đó, có phay luôn nè. Mình đẻ Bình Dương. Phay dữ. Bây giờ tới chiếc của em bên đây nha anh em. Chiếc bên đây thì mình thấy có độ xương xương hay cái L4, nhưng mà hai L4 mình chắc cũng ở Bình Dương nữa rồi anh em ơi. L4 anh em. Đó, đâu em test hai L4 anh em coi ơi. Vặt dài một cái coi. Ơi công tắc nằm đây nha anh em. Nè công tắc nè. Mỗi lần tắt là phải khom nó nghe gì nè. Đó. Nè, đó. Cái này chơi đèn giữa trường nha. Kìa. Đô. Kìa đèn chớp kìa. Tới thiệt anh em ơi. Mâm dưới thì mâm đi mâm chữ Y nha anh em. Quá dữ. Y độ. Chi độ mà. Chi độ móc câu nha. Nó dảnh lên này nè anh em thấy không? Chứ em đi như bình chứ hả? 8 bình. 8 bình hả? Bo 3K đúng không? Bo 3K 8 bình em, đi cổ zin em. Ta thắng này hơi độ xíu nha. Đó, ta thắng này nãy cái lông đỉnh đỏ cái nó kêu rồi. Nào lại mày quá bó túi như vậy. Có đâu có. Không ngàn này. Thế giáo. Thế bà đòi tao nói tao mua cho dĩ rồi đấy, có bán được nhiêu dĩ đâu mà. Đằng trước thì có cái đồng hồ anh em. Đồng hồ tốc độ.
có chìa khóa nè, này để móc đồ nha. Đó, chìa khóa bật là chạy được nha anh em. Này không có voi luôn nha nè. Này hư hả? À? À, lên kìa, lên kìa. Hết lên rồi. Không, nó mới lên nè. Nó mới lên mà. À, vậy là cái này nó bị thiếu bình, thiếu thuốc nha anh em. Quá dữ. Em mày đi đập bánh ở trường của em, trường Asama luôn hả? Em có mấy trường gì nữa, Asama, Sosu. Asama, chữ Asama rồi cha. Dán tem hả? Dán tem hả? Đúng rồi. Cũng có thể á. Sosu nhưng mà hết Asama. Đam mê hả? Sonma. Đam mê Asama. Thì em mày đi quy hết 3K nha anh em. Quy hết 3K nha, bò 3000 watt, 9 bình nha em. 8 bình à. Ủa 8 bình ha, 8 bình. Hai xe này gắn gì mà đi combo cũng khá là dữ dữ anh em. Bây giờ về tới màn quay bánh xe thử trên không anh em, nghe tiếng thử trong con nha. Bây giờ quay mình nghỉ trống, mình nghỉ luôn mà anh em. Nói không à? Nghỉ trống không cha? Không, không nghỉ đâu. Quay cái im bộ. Im lu luôn. Im lu luôn nè. Không thắng luôn rồi. Dán vỏ. Xe hóa em chạy cái gì vậy? Dép hả? Trời trời. Ôi dép cả. Nè đôi dép nè. Dép kìa. Bơ gác dựng luôn kìa. Rồi giờ tới màn test xe cho anh em coi nha. Em mày thấy nãy giờ khá đam mê test xe anh em, giật giật cái đầu anh em. Giật gớt trong đền đỏ luôn nha. Ê đẩy xe xích vô ông nội, đẩy xe em gớt bình cho ông nội. Lên đầu nó ủi cho xe gớt bình điện ngoài á. Gì che. Ê bậy bạn. Nước ông nội. Rồi bây giờ tới màn test xe của hai chiếc này cho anh em mình xem nha. Chiếc em kia hình như nó hiếp chiếc vậy, em chạy đời cực á. Ai bây giờ mình test từ chiếc trước nha. Đù, em sát vô nha. Bay vô đầu á, xe này đi, cho dễ sáng. Ghê tài, thấy khá khét em nổi. Kìa, dễ sáng kìa, vô két kìa. Từ chiếc nha. Ồ, thấy đời nhanh phết đó, ông nói gà voi kìa. Này, tới ông này nha anh em. Từ từ, để đứng ở mấy anh đây kìa. Gì đó? Gì dạ? Cái phổi. Gì ông nói? Bữa hả? Thấy chưa? Rồi. Ông nội lúi ra ngoài kìa. Rồi tới em này biểu diễn nghệ bắt đầu cho em coi nha. Em bắt đầu nhảy đó anh em. Đâu. Ghê. Ai 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 đâu chứ, em với chiếc kia hay hay chiếc giao lưu thử ai. Chiếc kia chạy trước anh em ơi. Kìa hắn dò kìa. Gì? Chỉ là đòn mạnh lắm. Hồi cha được xe đây đổ hậu giùm lại. Rồi nè nhá, lại đường cái. Chiếc này có đời anh em. Chiếc bị tật cái gì mà. Cái đầu xe nặng quá, bóc nổi rồi. Ờ, xe kìa. Hơi nặng. Ê, lên voi này nè. Ê, chiếc nào, có chiếc chi nào đốt nổi không? Nổi, chiếc em nè. Chiếc nào cũng nổi à. Lên voi nổi hả? Ghê hả? Rồi, giờ tới mà đốt lốt và kết thúc video nha anh em. Đốt đâu giờ? Đâu không được, em đốt đầu đốt à. Đốt nằm cũng đúng nhưng được chứ. Đâu, ai được á, gốc cây được á, có gì mình chỉ hẳn không ơn luôn à. Làm gì anh vui vậy? Đó. Cái này chịu không nổi đâu. Đúng rồi. Em, cây bự nè, đưa cây bự nè. Đâu. Kìa kìa. Đâu mà. Kìa. Không có cây gớt đó rồi. Cục đèn nha anh em này chọn cục đèn nha.
từ từ. Không có kè đi dưới luôn rồi. Ê, cho, nha. À, cho vô cái kẻ cục đèn đi. Gì không nổi. Chấm hỏi. Ồ, cái này là bánh hậu ha. Nổ bóp luôn kìa. Khá dữ luôn á. Này làm gì vậy? Đâu? Đâu nhảy kìa. Rồi mình xin được kết thúc clip anh em. Cảm ơn em đã chạy dài về nha. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip của mình nha. Anh em hãy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ mình. Chào tạm biệt các anh em, hẹn gặp anh em những clip sau nha. Bye các bạn nha. Ủa quá, này nó gì tào lao. Mạnh. Chuyện mở cửa. Mắc cửa trái tim.